Đấy, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay nhân dịp mình hoàn thành xong con xe đạp vịt thì mình sẽ làm một cái thử thách nhỏ nhỏ nha nha. Đấy, đó là thử thách cực kỳ mạo hiểm. Mà mình khuyên cáo các bạn xem xong clip này nghiêm cấm làm theo dưới mọi hình thức nha. Có chuyện gì là mình không chịu trách nhiệm nha nha. Trói tay lại và thả giữa hồ. Ok, mình sẽ trói tay mình, tự trói tay mình lại và mình sẽ thả ở giữa hồ kia để xem cái bản năng sinh tồn của mình và cái cũng như là thử thách xem được mình có vào được bờ không nha các bạn. Và để trói được tay là mình sẽ dùng sợi dây rút này. Đấy, anh em có thể thấy sợi dây rút này cực kỳ là chắc luôn. Bao bứt xé dưới mọi hình thức nha. Đấy, và mình sẽ tiến hành ra giữa hồ chỗ kia, giữa hồ ngoài kia. Đấy, dùng bằng con xe đạp này hoặc là cái phao kia. Đấy, mình sẽ ra giữa hồ và mình trói tay lại và buông tàu lỏng giữa hồ thôi. Ok, thấy không? Thì nói đến đây thôi thì sẽ có rất nhiều người đấy, sẽ cho mình rằng mình ngu, mình thể hiện này nọ đấy. Nhưng mình sẽ nói luôn là mình ở đây mình không thể hiện cái gì ở trong clip này cả. Đây chỉ là thử thách sinh tồn của mình, từ bản năng sống sót của mình trong cái tình huống nguy hiểm nhất. Thực sự mà nói cái này là chưa nguy hiểm nhất đâu ạ. Nhưng mà đối với người bình thường mà trói tay và thả xuống giữa hồ thì khả năng sống sót của họ tỷ lệ rất là thấp. Còn mình thì mình đã được trải qua những khóa huấn luyện cũng như nghiệp vụ quân sự trong mọi tình huống nguy hiểm, mọi tình huống sống sót nguy hiểm như thế này. Đấy, mình đã được huấn luyện rồi. Bây giờ chẳng qua lâu ngày mình không đụng đến thôi, nên là mình có phần hơi bị rối, cũng như là cái kỹ năng lâu ngày nó bị mai một. Là thanh niên cứu hộ cứu nạn của chúng ta. Đấy, nhớ được mày có gì anh ngồi có chuyện gì phải cứu nhá, cứu bằng được nha, chứ anh chưa viết lời chăn tối đâu. Đây, và thêm một vận động viên thứ hai. Đấy, thêm một vận động viên thứ hai bơi ra đây. Đó là anh Bi. Chào rách nữa. Này, nhưng mà ấy bác cứu hộ cứu nạn vậy, lỡ mà tao đuối phát là tao bay cứu kiểu gì? Bớt xác. Tiệm bớt xác. Thì sau một hồi mình đã bơi ra được, ra khoảng giữa hồ rồi. Đây cũng gần giữa hồ thôi, chứ cũng không phải là giữa hồ lắm. Chờ mấy thằng em nó đạp cái xe đạp vịt mà nó còn mãi chơi quá. Đấy, và đợi nó ra mình sẽ trói tay, mình sẽ tự trói tay ở đây mực nước ở đây sâu khoảng 4-5 mét nha anh em, có khi hơn đấy, 4-5 mét mà có khi hơn, có chỗ hơn. Ở giữa hồ thì mình nghĩ phải được tầm 10-20 mét, mới có không biết, chắc có chứ. Đấy, thì để thử cái bản năng sinh tồn của mình là xem thử đến mức nào. Thì cũng nói luôn với các bạn thì cái clip này mang tính chất thử thách mạo hiểm và giải trí thôi, cũng không khuyến khích các bạn làm theo dưới mọi hình thức nha. Phải đảm bảo yếu tố an toàn về sức khỏe cũng như là cứu hộ cứu nạn. Thì mình cũng đã chuẩn bị cho mỗi thằng em một cái áo phao rồi và dây cứu hộ, để còn nhỡ có trường hợp gì xảy ra thì nó còn biết đường nó ứng cứu, chứ không mà lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì mình không gặp lại được các bạn nữa rồi. Ok, trước tiên mình sẽ đo độ sâu ở đây có thử tầm bao nhiêu mét nha. Đấy, mình lại sẽ lặn xuống tới. Đấy. Thì đến cái lúc mà mình thử mực nước thì mình cũng có lặn xuống và mình cố gắng lặn xuống tới đáy, nhưng mà thực sự mà nói đáy rất là sâu, mình không thể nào mà đụng được đáy được, bởi vì mình xuống tầm 3 mét là bắt đầu chân tay người là lạnh cóng rồi. Đấy, và tai thì bị bừng, kiểu như cái lực nước nó ép cực kỳ là mạnh, nếu như mình ráng xuống nữa thì có thể bị bùng màng nhĩ, sẽ xảy ra những tình huống mà mình không thể lường trước được. Không chịu đi, không thể nào tới đấy được. Có phải là cao ý gì không? Phải nói là ở đây rất là sâu. Có rất cái dây cước, rất cái dây cước nên chạy mất. Phải nói là ở đây rất là sâu. Mình xuống đâu nhiều thằng nữa là thiệt chứ. Mình xuống được khoảng 3 mét, hơn 3 mét thì bắt đầu tai mình nó bị sức nén của nước. Thật là chịu không được. Vừa bảo là mệt rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành trói tay và ở dưới đây sao? Ra đây không? Ra. Thuận là đây, trói tay nhanh thuận. Để mình sẽ cột, mình không cột đằng trước mà mình sẽ cột phía sau. Đấy, mình sẽ cột phía sau. Vì mấy anh em chúng tôi có phần lênh đênh ở trên nước, nên để phục vụ được cái màn thử thách này thì tôi đã nhờ thằng em phải trói tay của mình. Và để tăng thêm phần nguy hiểm, mình không trói ở trước mà mình sẽ trói kéo tay lại phía sau. Đấy, trói cánh gà lại. Để xem thử cái mình sinh tồn như thế nào. Đấy, các bạn nhớ xem, nếu hay thì nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhá. Và nghiêm cấm hoặc không khuyến khích các bạn làm theo dưới mọi hình thức nha các bạn.
Nếu có chuyện gì tụi mình không có chịu trách nhiệm đâu. Để cho thằng em nó trói tay mình lại. Đấy, đã trói được, đã trói tay mình lại. Nhớ có gì phải ứng cứu kịp thời nhá. Đấy. Mình biết chặt quá, đau quá. Có, ấy lấy cái chai kia bột vô nè, nhớ có gì chụp vô. Được chưa? Ok, và mình sẽ tiến hành ngay bây giờ. Và khi mọi thứ đã sẵn sàng thì mình sẽ bắt đầu xuống nước. Có vẻ hơi căng thẳng. Chỉ giờ một là sẽ đến lên, hai là sẽ quay lại. Mình quên mất một điều là trong quá trình huấn luyện ở trong quân ngũ thì mực nước của chúng mình tập luyện là nó không sâu như này. Đấy. Và có những động tác gọi là cúp xuống và đạp vào đáy là bơi lên. Nhưng mà mình quên mất điều là cái đáy ở này nó rất là sâu, không thể nào đập được tới đáy. Đấy, mình cứ nghĩ ban đầu mình cứ nghĩ như phim hành động vậy, nhưng mà thực sự mà nói là bây giờ mình đã bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Nhưng mà sau một quá trình khoảng vài phút, vài động tác mình lại dần làm quen được với nước. Đấy, là dần làm quen được với cái tình huống thì mình bắt đầu trấn tĩnh lại. Đấy, không để cho người bị hoảng loạn và không để bị chuột rút. Và sau khi làm chủ được tình huống, mình đã cố tình cúp xuống và giơ cái tay lên. Đấy, để chứng minh cho các bạn thấy, cho mọi người thấy là tay mình vẫn đang bị trói, không hề bị cắt ghép hay là tháo gỡ, để mình làm xong clip nha. Hoàn toàn trói. Và mình xin đính chính là clip này là sự thật 100%. Mình đã trói tay từ giữa hồ này và mình bơi sang bờ hồ bên kia, bờ Bạch Đàn bên kia. Và mình xin gợi ý nhỏ cho các bạn, và nếu các bạn bất đắc dĩ rơi vào tình huống như thế này đấy, thì các bạn đừng cố vùng vẫy làm gì, bởi vì càng vùng vẫy thì càng dẫn đến gặp thần chết nhanh hơn mà thôi. Đấy, mình phải buông lỏng cơ thể và điều hòa được cái khí tiết trong cơ thể của mình. Đấy, và nếu coi như các bạn đã từng biết bơi thì cái tình huống này rất là dễ, bởi vì mình sẽ vận dụng động tác đạp chân của bơi ếch nha, đạp chân của bơi ếch để mình đẩy mình người mình lên khỏi mặt nước để mình lấy không khí và mình lại cúp xuống. Điều này khá chi là hiệu quả trong cái tình huống này. Và tôi liên tục giơ tay lên để chứng minh cho mọi người là tay tôi vẫn bị trói. Đấy, và những thằng em của tôi, những vận động viên bơi lội cũng như là đội cứu hộ cứu nạn luôn theo sát tôi để nhớ mà có trường hợp gì xảy ra thì còn ứng cứu kịp thời. Và mình xin phép các bạn là mình tua nhanh cái đoạn này một tí, bởi vì cái đoạn này thực sự mà nói cũng không có tình huống gì xảy ra. Đấy, mình sử dụng thành thục cái động tác bơi ếch, đạp bằng chân bơi ếch. Phải nói là vận động các cơ như cơ đùi, cơ chân, cơ mông và cơ bụng khá là hoạt động hết sức. Nói chung là hoạt động hết sức trong tình huống này. Nhìn đến cảnh này mới biết là những thằng em của mình nó theo mình khá là sát. Đấy, sát mà cách này khoảng 30 mét đây. Nhớ mà có chuyện gì thật thì ngồi đây mà chắc mình không còn ngồi đây mà nói chuyện được với các bạn nữa. Đấy, bởi vì những trình độ của mấy nhỏ đây nó còn chưa lường trước được vấn đề gì nguy hiểm. Đấy, cũng may là có thằng em kia nó có cái phao bơi và nó bơi rất sát mình, để mà có trường hợp gì thì nó còn biết đường mà hô cứu và ứng cứu kịp thời.
khi mình đã tiếp chân được xuống mặt đất gần bờ thì có vẻ là mình hơi bị choáng, phải nói là khá là choáng trong tình huống vậy, bởi vì nó kiểu như nó bị kiệt sức anh em ạ. Đấy, mình còn đứng không vững luôn mà. Con mở dây rút tu. Đi làm bóp. Từ 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 để đâm bóp đi. Ua. Ua. Phải nói là rất là mệt, rất như mệt luôn. Mình cứ nghĩ là như trong phim hành động, xuống hồ là ta sẽ dùng chân ta đạp đáy hồ lên, nhưng phải thật sự phải nói là cái hồ này rất là sâu, mình không thể đạp được tới đáy các bạn. Và nếu có đạp được tới đáy thì cái tay mình nó không chịu nổi áp lực, nó sẽ bùng lỗ tai, có khi bị lúng màng nhĩ. Phải nói là mình chơi hơi bị ngu, hơi bị ngu. Hôm sau mới trói tay thôi. Mai mốt rồi mình pro rồi mình sẽ trói luôn cả chân cả tay. Đấy mà mình thử sống sót sau khi trói cả chân cả tay nha các bạn. Rồi còn bây giờ thôi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.